Đầu tiên kết nối với Wi-Fi ZTE MF70. Sau đó mở trình lúc web lên, gõ vào ô địa chỉ 192.168.0.1. Password là chữ admin, admin, bấm login. Đổi tên và mật khẩu, ta bấm chữ setting. Menu bên tay trái chọn Wi-Fi setting. Menu bên tay trái chọn Basic. Basic là đổi tên. Security là đổi password. Bây giờ gỡ password trước. Sau khi đổi password xong, ta làm một thao tác là quên đi, quên cái mạng này đi. Thì vì nó đang nhớ theo cái password cũ. Và bây giờ ta kết nối lại bằng password mới. Rồi bây giờ ta đổi tên cũng vào lại như cũ, 192.168.0.1. Password là chữ admin, admin, bấm login. Bấm chữ setting, Wi-Fi setting, basic. Rồi bây giờ đổi tên. Tên không giấu nha. ABCDEFFF. Bấm chữ apply. Bấm dấu tích bên đây, bên tay trái. Rồi vậy là xong. Rồi chúng ta thử lại.